chúng tôi thuộc chương trình Văn hóa Nhân bản Lào Việt. Hôm nay chúng tôi trở lại để gặp giáo sư Huỳnh Văn Lang, là bí thư của Thủ tướng Ngô Đình Diệm một thời gian, và sau đó là viện trưởng viện hối đoái. Thì thưa giáo sư, như những cái cuộc mà nói chuyện trước của giáo sư với cháu, với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cũng như là ông Nguyễn Văn Lực từ bên Canada sang đây, thì bác có nói rằng thì là lập chiến khu để mà đánh du kích trong cái trường hợp mà thế cùng chẳng đặng đừng, thì phải lập chiến khu mà đánh lấy Việt Cộng, bởi vì nghĩa là ở thế cùng rồi, là nước đã mất về tay cộng sản rồi. Thì trong cái việc mà lập chiến khu như vậy, thì bác có cái mưu đồ để mà thành lập một cái nước mà trong đó có một cái thể chế cháu tạm gọi là đệ tam cộng hòa, là tiếp nối cái đệ nhất cộng hòa của tổng thống Ngô Đình Diệm, cái đệ nhị cộng hòa của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, và cái đệ tam cộng hòa của một cái chính phủ tương lai của quốc gia Việt Nam hay không? Anh nhớ là những cái điều kiện mà để lập chiến khu đó, nghĩa là cái điều kiện là mình mất nước. Vâng. Đó là một điều kiện mà cái hình thức mà chống lại sự mất nước đó của do người Tàu chiếm lấy đó, thì là nó có một cái hình thức rõ ràng lắm, là ranh giới giữa quốc gia và cộng sản, thấy không? Thành thử ra là khi đó, nó ngoài ra cái chuyện lập chiến khu mình phải đi đến đâu, hiểu chưa? Vâng, cái là cái tiến trình cách mạng. À phải rồi, mình lập chiến khu không phải là chỉ để mà giữ nước không, mà sao giữ nước để làm cái gì, vâng, thấy không? Cái đó là mới có nghĩa. Thành thử ra tôi có cái tham vọng là tôi đưa một cái đề nghị như anh nói đó, là đệ tam cộng hòa, để mà mình giữ lại cái legacy của đệ nhất cộng hòa. Phải nói ngay rằng cái đệ nhất cộng hòa nó bị sụp đổ rồi đó, nhưng mà dù gì đến giờ phút này nó vẫn còn để lại một cái legacy, một cái di sản rất là di sản cho cách mạng và chính trị. Đầu tiên hết là một cái di sản về chính trị, là cái gì? Chủ quyền, độc lập, phải tự do. Rồi nó có một cái legacy văn hóa, anh thấy chưa? Một cái văn hóa nhân bản, con người, một cái văn hóa nghĩa là phóng khoáng, rồi là về kinh tế nó cũng để là một cái legacy. Nhưng mà bây giờ anh thấy đâu vẫn đâu đâu cũng vẫn nói về đệ nhất cộng hòa đó, nhưng mà mình phải nhìn nhận cái đó là cái gì, cái là cái legacy của đệ nhất cộng hòa, phải không? Thành thử ra ngay cả như thế này, ngay cả cái thể chế cộng hòa đó, thì ở trong nó rất xác định rằng cái chuyện mà thể chế cộng hòa tức là một cái chính quyền của người dân, công cộng của mọi người, và người dân có quyền ra bầu cử và có quyền ứng cử luôn để mà có một người lãnh đạo quốc gia và ấn định cái nhiệm kỳ của cái người lãnh đạo quốc gia là mấy năm, khoảng độ 4 năm hoặc 6 năm. Thì như vậy trong đó có dân chủ rồi, mà có tự do dân chủ thì mới có thể là ở trong cái thể chế cộng hòa. Thì bác nghĩ sao về khi mà Việt Cộng họ thời Hồ Chí Minh làm ra cũng gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc, nó một cái tên như vậy, nó kéo dài tới 12 chữ, thì bác thấy là như nào, giống như một sự giải thích về thôi cái anh chuyện. Nhưng mà để tôi nói nghe là Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản người Việt Nam đó, cái căn bản của họ là láo rồi nè. Nếu mà nó càng dài thì nó càng láo dài 12 chữ rồi, 12 chữ láo hết, hiểu chưa? Rồi là hiến pháp đó thì
Và cái láo nhất là đảng cử mà dân bầu. Đó, thì cái gì đó cũng láo hay là một cách gọi là trá hình thôi chứ phải là cái gì đó thành thử ra mà cái nhãn hiệu mà càng dài đó thì nghĩa là nó láo càng dài chứ không có gì hết trơn. Mà anh nếu mà anh phân tách từ tiếng ra là mỗi tiếng là một cái láo của Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng. Hiến pháp, ví dụ như hiến pháp thì anh nói rất tốt chứ, nhưng mà nó láo là bởi vì nó có thi hành đâu, hiểu chưa, nó làm một được, nó lắc léo, anh thấy chưa, vô môn mà lắc léo, chơi chữ, đùa nữa, hiểu chưa. Thế thì bây giờ nó trở lại là cái mưu đồ của bác là sẽ có một cái đệ tam cộng hòa. Thì cái đệ tam cộng hòa bác có thể dự tính nó như thế nào? Tôi nghĩ như thế này, tôi không phải là luật sư mà giỏi về những cái về pháp luật hiến pháp rồi. Thành thử ra đó, mình giữ nước để ví dụ như là mình đi đến cái chỗ đầu tiên hết là mình phải bầu một cái quốc hội lập hiến. Để cho cái quốc hội lập hiến nó tự chọn lấy là cái thể thức, anh thấy chưa? Mà cho tôi đó, nếu mà cá nhân tôi đó thì biểu tôi cho ý kiến đó, thì tôi thấy là cái hình thức mà tổng thống và có thủ tướng là một cái hình thức rất tốt. Đấy thì cháu muốn bác nhân tiện đây thì về bác nói như vậy thì cháu muốn là bác so sánh giữa hai nền cộng hòa của đệ nhất cộng hòa của tổng thống Ngô Đình Diệm là theo cái thể chế của Hoa Kỳ, tức là tổng thống chế mà tổng thống thì lập lên nội các. Thế còn cái đệ nhị cộng hòa của tổng thống Diệm của tổng thống Thiệu thì theo cái thể chế mà của cộng hòa nhưng mà của Ấn Độ, đại khái là của Ấn Độ thì nó có tổng thống, nó có thủ tướng. Thì bác có thể so sánh giữa hai cái nền đệ nhất cộng hòa và đệ nhị cộng hòa nó có những khác biệt như thế nào và cái sự ích lợi nó làm sao? Tôi như thế này, để tôi nhắc lại là 1959 đó, thì là ông Nhu có mời cha Lepre qua để làm mẹ tôi trong cái nhóm nghiên cứu đó, thì là cha Lepre nói rõ ràng với ông Nhu là tại sao ông không làm thủ tướng đi. Vâng. Thế, bởi vì để rằng hơn là để cho tổng thống mang trách nhiệm tất cả những cái lỗi lầm có ai làm được, tổng thống cũng mang tất cả. Còn vấn đề ông cứ gì ông ra làm thủ tướng đi, danh chính ngôn thuận, ông làm thủ tướng đi, ông làm trật ông từ chức, ví dụ vậy. Thế hơn là để tất cả điều cái gì cũng để cho tổng thống mang trách nhiệm. Chứ còn mà nếu mà có thủ tướng đó, thì nếu mà tổng thống thấy thủ tướng làm trật đó, thì thay đổi, anh thấy chưa? Có một cái option để mà lãnh trách nhiệm trước quốc dân, còn hơn là tổng thống rồi ông Nhu là cố vấn không ra cố vấn mà thủ tướng không ra cố vấn. Nhưng mà ông Nhu làm như là một thủ tướng mà không có danh bây chính giờ, bây giờ cháu muốn hỏi về chi tiết hơn nữa là linh mục đó là cái gốc tích của ông như thế nào, cha Lepre của ông như thế nào. Cha Lepre là ông cha nhà dòng Dominica, ông lập ra cái tờ báo hồi đó ngàn lối năm 1930 đó, thì lập ra một cái tờ báo gọi là Economy Humanist, kinh tế và nhân bản đó. Thành thứ ra ông là cũng như là một cái là lý triết gia không nói ra của Đảng Cần Lao, kinh tế nhân bản. Nhưng đây, mà ông người Pháp hay ông ấy? Ông người Pháp, ông người gốc Pháp ở Avignon gì đó. Thì sao ông ra nhưng mà ông, cái vụ mà ông ấy tiếp xúc và nói với ông Nhu á thì tôi nói tại đâu? Ở Sài Gòn năm nào? Năm 59, 60. Mà nhưng mà Sài Gòn thì nói ở chỗ là việc của ông Nhu hay là chỗ không nào? Có ở được Ngân hàng Quốc gia. Ở Ngân hàng Quốc gia, tức là chỗ hội nhau ở Ngân hàng Quốc gia. Cái người còn sống bây giờ đó là anh
một cái anh hiện bây giờ ở Gia Nã Đại còn sống bây giờ, anh ở đó cũng học cái trường École des Arts tại Dương Du đó. Là đi bữa đó đi hội thì có tôi, có anh đó, có Chalepre rồi thì làm ra một cái ông đó ở Canada bác có nhớ tên không? Nhớ tên biết nhớ, nhưng mà hỏi thình lình quá thì tôi nghe, nhưng mà tôi lâu lâu vẫn liên lạc với anh. Vâng. Thì anh cũng là làm cho thư viện của Gia Nã Đại đó. Vâng. Thành thử ra đó sau thì ông Chalepre đó giúp các nước Nam Mỹ để cải tổ chính phủ của họ nhiều lắm. Vâng. Thì đó tôi thì tôi thấy là cái chế độ mà tổng thống, thủ tướng và thủ tướng không phải là trách nhiệm với tổng thống không, mà trách nhiệm với quốc hội. Vâng. Đây giống tự tự như của Pháp vậy đó. Vâng. Thì là cho tôi cái đó có lẽ là hay hơn. Nếu mà hỏi ý kiến của tôi á. Vâng. Nhưng lúc đó ông Du cũng trả lời làm sao? Ông Du nói để coi, rồi nhiều chuyện vấn đề ông bỏ qua cái chuyện đó uống quá, rất tiếc. Thế nhưng mà vai trò của thủ tướng ấy thì theo bác ấy, ở trong một cái thể chế mà cộng hòa như vậy thì do ai đề cử? À, cho tôi là không phải đề cử, cái mà cái đảng á, vâng, mà cái đảng ví dụ như hai đảng thôi, vâng, cái đảng mà mạnh nhất á, vâng, thì đưa người ra làm thủ tướng với sự chấp thuận của tổng thống. À, bởi vì ở ví dụ tôi lấy ví dụ là trong quốc hội nó có hai đảng. Vâng. Cái đảng lớn nó nắm đại đa số ra thì nó chọn ra, nó đưa người ra làm thủ tướng. Vâng. Thành thứ ra thủ tướng lúc bây giờ đó tuy rằng một đảng đưa ra nhưng mà trách nhiệm với quốc hội. Vâng. Trách nhiệm mà quốc hội là gì, là dân phải không? Vâng. Thành thứ ra quốc hội đưa ra thì quốc hội có quyền rút phải không anh? Vâng. Thì khi đó thì tổng thống thế nào? Thì tổng thống đó, khi mà quốc hội đưa ra đó, thì cũng phải có tổng thống chấp nhận chứ. Vâng. Không lẽ ông thủ tướng với ông tổng thống là, vâng, là chọi nhau thì làm ăn cái gì phải không? Vâng. Thì tổng thống được quyền, theo tôi nghĩ thì tổng thống được quyền veto. Ông đưa người ra nhưng mà tôi không đồng ý, vâng, thì có quyền. Vâng. Đây, dạ thưa bác, tại vì đây là đi vào chi một tiết, cái chi tiết là theo bác ấy thì ở trong một cái cơ chế cộng hòa mà có bầu cử rồi thì có đảng thì theo bác là bao nhiêu đảng thì tốt cho tôi là, Pháp nó có cái này, Pháp nó có nhiều khi nó nhiều đảng quá thì vâng, cái đó bất lợi ghê đó. Vâng. Nhưng mà cho tôi thì nhiều đảng cũng được, nhưng mà khi có nhiều cái đảng nó tự tựa nhau thì ví dụ như nó đứng bên tả đứng bên hữu, vâng, thì nó phải nhập nhau vậy tiện hơn. Vâng. Phải không? Chứ còn mà nếu mà nhiều đảng, mà nhiều đảng ví dụ như một chục đảng thì khó, vâng, quá phải không? Vâng. Nhưng mà nếu mà có những cái đảng nó có những cái đường lối tựa nhau thiên tả thì nó đứng với nhau chung. Vâng. Đấy không? Rồi ví dụ như thiên hữu nó cũng đứng nhau mà chung vậy đó, thành ra nó có tính cách hai đảng. Vâng. Dù mà có nhiều đảng nhưng mà cái hình thức và cái hoạt động nó phải là hai đảng tốt hơn. Vâng. Hơn là như bên Pháp nó, vâng, có nhiều đảng quá thì cũng bất lợi ghê lắm. Bây giờ đó cháu trở lại cái chuyện mà cái mưu tính của bác, cái âm mưu của bác thì đúng hơn là sẽ có một cái quốc hội lập hiến rồi sau đó thành ra lập pháp luôn. Lập pháp thì cái mà soạn thảo một cái thể chế cũng như một cái hiến pháp ấy thì nó như thế nào? Thì cho tôi là cái hiến dựa nơi, có lẽ mình dựa nơi là nếu mà dựa nơi cái legacy của đệ nhất cộng hòa thì mình nên dựa cái hiến pháp của đệ nhất cộng hòa. Vâng. Mình cũng một hai chút sửa đổi thì rất tốt. Bởi vâng, cái điều hiến pháp nó rất là tân tiến. Không, rất... nhưng mà để cho nó thích nghi với cái hoàn cảnh mới thì bác có thấy rằng cái hiến pháp của đệ nhất cộng hòa đã quá cũ so với cái hiện nó không có quá cũ đâu, nó không có quá cũ. Thứ nhất là về vấn đề xã hội, nó ở vấn đề quyền của người dân nó rất đầy đủ ở trong đó anh thấy chưa? Vậy thứ nhất là có một cái điểm là trong cái hiến pháp của đệ nhất cộng hòa nó đề cao cái vai trò của phụ nữ ghê lắm. Vâng. Thì người ta nói là hiến pháp của bà Nhu thì cái đó bà cũng có can thiệp một phần nào, nhưng mà nếu sửa đổi là cái gì nó hơi thái quá thì là cái hiến pháp nó nhìn nhận cái vai trò của phụ nữ cũng nhiều lắm. Thấy không? Vâng. Bởi vì trong đó nó nói về vấn đề mà ly dị, vấn đề mà
mà đa thê rồi đó, thấy thành thử ra nó binh vực rất nhiều về người phụ nữ. Thế cái đó cũng là một cái khía cạnh mà cái pháp nó rất là tân tiến ở đây, rất là bình đẳng. Thế còn về vấn đề mà gọi là chủ quyền quốc gia trong một cái hiến pháp ấy, theo bác cần phải nhấn mạnh ở những điểm nào? Thì anh nhớ trong cái chủ quyền thì mình phải, ngoài ra thì bây giờ cái nước Việt Nam tương đối, tuy là trong thế giới thì nước Việt Nam của mình cũng to lắm, tới gần 100 triệu thì đứng thứ 13. Vâng. Về nhân số thì tương đối là bây giờ nó 180 mấy nước, mình đứng thứ 13 thì kể là cũng cao đó, phải không? Vâng. Cũng là quan trọng lắm. Thành thử ra đó thì là cũng là mình cần phải có một quân đội, anh thấy không? Vâng. Cũng khá mạnh, không cần phải là tốn ngân sách nhiều và không cần phải đi về nguyên tử được như Bắc Hàn được. Anh nói chưa? Mình phải lo về dân trước. Và tất cả đó cho tôi đó là cái lực lượng, không có cái lực lượng nào mà tối thượng bằng cái lực lượng quốc dân này nè. Vâng. Cái chính phủ hay cái gì đối ngoại hay đối nội gì hết trơn, anh phải lo chú trọng số một là cái lực lượng của quốc dân. Vâng. Thứ anh, nếu mà anh nắm được toàn quốc dân anh không có sợ ai hết. Vâng. Dù mà là những cái nước lớn thì mình cũng, nó cũng phải nể mình, phải không? Ví dụ như anh thấy Nhật, nó đâu phải là nó chỉ có 100 triệu đó thôi, nhưng mà nó mạnh là cái gì? Nó dựa nơi quốc dân nó như một, phải không? Vâng. Đó là cái quan trọng. Đó là cái vấn đề mà chính trị và quốc phòng. Yeah. Bây giờ trở sang vấn đề kinh tế, nó cũng là một cái chân rất là vững cho vấn đề mà của một quốc gia. Thì bác kinh tế trong cái đệ tam của Hòa Bắc tính như thế nào? Thì đó, tôi hồi đó thì tôi cũng có học về phát triển kinh tế này nè. Vâng. Nếu mà nói về cái đó thì cũng như không phải là sở trường, nhưng mà tôi rất là chú trọng về cái đó. Thì ở trong kinh tế đó, anh có thể anh chia ra nhiều cái thành phần, ví dụ như thành phần sinh viên, thành phần lao công, thành phần nông nghiệp đó. Vâng. Thì anh dựa nơi cái đó đó mà anh đặt cái những cái mục tiêu, những cái ưu tiên cho sự phát triển của anh. Vâng. Ví dụ như Việt Nam thì tôi nên chú trọng về vấn đề nông nghiệp. Vâng. Nên chú trọng những vấn đề nông nghiệp. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ kể như Việt Nam nông nghiệp gần như tiêu. Vâng, bởi vì nước mặn nó ngập vào nhiều quá. Không phải nước mặn, cái đó là về thiên tai. Nhưng mà về chính sách, chính sách nghĩa là chính cộng sản nó làm như nó diệt cái ngành nông nghiệp. Vâng, máy ở trên tàu nó ngăn chặn. Cái đó là về vấn đề thiên nhiên, về cái đề thiên nhiên. Rồi nhưng mà tôi trách về vấn đề cái thiên nhiên thì mình đâu có làm, mình sửa chữa được phần nào thôi. Vâng. Nhưng mà cái mà đáng sửa chữa được là cái chính sách, cái chính phủ, cái thể chế. Vâng. Anh thấy cái thể chế cộng sản thì nói bao giờ cũng nông công rồi đưa thôi, nhưng mà nó triệt cái thành phần mà thiệt hại nhất á của dưới chế độ cộng sản là nông dân. Vâng. Anh thấy thiệt, tôi nói thiệt, đầu tiên hết là vấn đề phá quay ra lúa gạo. Vâng. Đó là chết chân. Vâng. Cái thứ hai nữa, tiểu học cái gì cũng có tiền, mà thấy anh nói tiền lại là nông dân thiệt, phải không? Nông dân miền thiệt. Và bây giờ nó trở lại với cái miền Nam bây giờ đã bị nát ra rồi, và cái ví dụ như bác nói là thì sẽ ở Cà Mau hoặc ở Rạch Giá là những cái nơi mà Vĩnh Long là những cái nơi mà bác nghĩ rằng thì bác sẽ có những cái chiến khu ở đó, thì cái kinh tế mà đối phó với một cái hoàn cảnh mà nước mặn rồi thì là nông dân bị không có ruộng rồi là ruộng xấu, thì mình sẽ phải đối phó những cái chuyện như thế nào? Anh biết là nó có kinh nghiệm rồi, thế giới có kinh nghiệm, tại mình không học thôi. Nước Hoài Lan nó nhỏ xíu mà. Vâng. Nước biển vô hoài mà tại sao nó còn lớn ra được mà nó thành ra một cái đơn vị kinh tế rất dồi dào, anh. Vâng. Thấy chưa? Thì mình học những cái bài học của Hoài Lan,
dù vậy anh thấy biết rồi mình không có thế nào mà chống hoàn toàn với tàu được, khi mà nó thả những cái thả nước cho mấy cái đập đó thì mình lập, khi thì nước nhiều quá, còn khi nó chặn lợi thì nước mình thiếu, mình làm sao bây giờ? Thì cái đó thì mình cũng có thể dùng ngoại giao được, nhưng mà tôi không có hy vọng lắm, bởi vì tàu nó, trừ phi ra Mỹ nó đánh tàu, nó dẹp tàu, nước tàu nó tan rồi thì mình mới có thể được. Chứ còn bây giờ nếu mà nó thành ra một cái khối, nó muốn làm gì làm, nó ở trên nguồn, nó chẳng nó làm ra chính cái đập như vậy, khi nào nó xả nước thì mình dưới mình đục dư nước, còn khi nào nó chặn lợi thì mình thiếu nước. Thành thứ ra đó là một cái vấn nạn của mình rất là khổ. Thành thứ ra, nhưng mà với sự đồng tâm nhất trí của toàn dân thì mình ráng tranh thủ được anh ạ. Vâng, mình tranh thủ với thiên nhiên. Đấy là về với phương diện nông nghiệp. Còn cái phương diện công nghiệp ấy, thì bác có nghĩ là ở cái vùng mà Cà Mau hay là ở cái vùng cuối cái Cà Mau hay là Rạch Giá, Hà Tiên, các thứ thì có thể có một cái nhà máy lọc dầu hay là cái gì? À, về vấn đề anh nói về vấn đề kỹ nghệ thì vấn đề một cái nước bây giờ đó là tân tiến thì cần phải kỹ nghệ quá, anh thấy chưa? Thành thứ ra giữa cái khu nông nghiệp và giữa cái khu kỹ nghệ quá đó thì mình phải là biết, chính phủ phải biết xử lý, biết phân chia cái nguồn tài nguyên của mình, thế nào bao nhiêu đi về nông nghiệp, thế nào bao nhiêu đi về kỹ nghệ, với sự trợ giúp của quốc tế. Nhưng mà anh nhớ cho tôi đó, dễ mà khó, khó mà dễ. Anh biết dễ là sao? Nếu mà mình hoàn toàn và về dân tộc thì mình rất dễ nè. Anh thấy không? Nhưng mà khó là cái gì? Anh tham nhũng, anh làm các nước đều giúp mình rút ruột. Mà đến đổi ông bộ trưởng công chánh có thể rút ruột mất 30%. Nó 30% nhiều quá anh. Thành thế đường làm vừa làm thì nó bể, cầu vừa làm thì nó sập. Thì tôi hỏi anh mà làm sao chịu nổi cái đó. Chứ còn mà nếu mà một chính phủ mà biết tiết kiệm, biết lo cho dân, biết là hạn chế những xa xí phẩm của mình. Xa xí, anh thấy những cái chương trình xa xí thì cho tôi đó. Anh mà tôi hồi đó đó thì tôi được may mắn, được chính phủ Hòa Lan mời cho tôi đi qua thăm Hòa Lan. Đi qua đi một tour với bà xã tôi đi thăm. Thì tôi thấy một cái nước Hòa Lan nó nhỏ xíu, nó không có đất, nhưng mà nó lớn biển, đất biển này rồi. Tại cái dân, anh hiểu chưa? Cái dân, cái người, cái ý chí của người dân. Mà giữa cộng á, thì dân tộc nó chia ra, chia ra để trị. Chứ còn mình biết đoàn kết lợi một cái dân tộc, mà như dân tộc Đức, dân tộc Nhật, thì mình làm được nhiều chuyện lắm anh ạ. Vâng, thế với bây giờ cái địa dư mà như của bác á, mà bác nghĩ là lập chiến khu ở cái miền Tây Nam Bộ đó, thì cái công nghiệp mà ví dụ như là có những cái nhà máy, chẳng hạn như một cái nhà máy mà lọc dầu ấy, thì bác nghĩ là đặt ở vùng nào nó có lợi, cái lợi thế của vấn đề địa dư? Giờ thì cái chương trình đặt ở ngoài, người đó ngoài chỗ của ông ở Quảng Bình hay gì, Quảng Trị hay gì đó, thì thấy là nó xa cái mỏ dầu quá, thành thử nó bất lợi. Thành thử ra thì là nếu mà mình lập ở tùy theo cái gần cái chỗ nào mà có mỏ dầu nhiều hơn. Thành thử cái đó bây giờ phải đợi cho những người mà họ chuyên môn. Thế nhờ các nước họ chuyên môn họ tìm ra họ làm cho mình. Và khi nói đến mỏ dầu đó thì mình phải là làm cái joint venture, phải hùng hợp với một ví dụ như nước Mỹ, anh thấy không? Bởi nước Mỹ nó giỏi nhất về cái chuyện đào thấy dù vậy thì mình nên dựa nữa. Mình đừng có mặc cảm, mình hùng với người ta, mình nhờ cái kỹ thuật của người ta, mình cứ thì không có cái gì xấu. Bây giờ đó là bác đã nói qua, thứ nhất đó là vấn đề chính sách, thứ hai là vấn đề chính trị, thứ ba là vấn đề quốc phòng, thứ tư là vấn đề kinh tế và xã hội, thứ năm đó thì bác nghĩ rằng thì là trên phương diện ngoại giao đó, thì mình sẽ có thể là ngoại giao cách nào để mà mình vẫn giao thiệp với tất cả những cường quốc mà mình không bị lệ thuộc,
và không bị gọi là anh thấy một sai của phải rồi Trung Quốc. Cái nước như nước Thái Lan nó cũng không phải là tay sai cho Mỹ hay cái gì, nó cũng tìm mình tìm được một hướng đi được. Nhưng mà tôi nói đi nói lại, nếu mà mình có một cái quốc dân với mình đoàn kết là một cái quốc dân thì các nước khác này nè nó cũng tin cậy hơn, thấy không? Chứ còn mà anh đi vô một cái nước mà nó rã bình tô đảng phái đánh nhau thì tôi hỏi anh làm sao mà cái người ngoại quốc họ tin tưởng mình được, thấy không? Tới chừng anh dọn ra một cái bối cảnh, anh thấy chưa? Mà cái bối cảnh là gì? Trong nước phải là đồng nhất trí nhau, anh thấy không? Chứ không phải đi biểu tình kêu oan được. Giống như Việt Nam tôi hỏi anh kéo vô Sài Gòn kêu oan, kéo vào Hà Nội kêu oan, anh tưởng anh là có tiền, anh thích làm những cái chỗ mà nó kêu oan, nó biểu tình hoài vậy sao? Bây giờ đó là bác đã nói qua về nhiều vấn đề về ngoại giao rồi, thì bây giờ đó thì vấn đề nhân lực của quốc gia đó, mà nếu mà có đệ tam cộng hòa thì cái nhân lực đó, những tài năng ở ngoại quốc có thể về hợp tác, và những tài năng ở trong nước nó như thế nào, thì bác nghĩ là khai thác cái nguồn nhân lực cho cái đệ tam cộng hòa của Việt Nam nó làm sao? Anh nhớ nếu mà người ta về giúp thì anh trước hết chính phủ của anh là một chính phủ quốc gia, thì ai người quốc gia sẽ về giúp anh, anh hiểu chưa? Vâng. Vậy đó thì cái đó thì rất dễ dàng, mà tôi tin tưởng rằng những người thanh niên, những nhà trí thức, những chuyên môn của cộng đồng tị nạn của mình anh. Vâng. Nếu mà cái bối cảnh thuận tiện, mà cho tôi không có cái bối cảnh nào thuận tiện cho người yêu nước về hết bằng cái bối cảnh quốc gia nè. Vâng. Còn cái bối cảnh cộng sản là một cái bối cảnh nó kỳ thị, hiểu chưa? Nó bối cảnh này nó coi trí thức là hay là chuyên môn là cức, mà nó nói mà chứ không phải rồi nó là hồng hơn là chưa phải không anh? Thế nhưng mà cái nguồn nhân lực mà lớn lao ở trong nước thì bác nghĩ là sẽ thể thu hút họ như thế nào để ở hiện bây giờ nhân lực ở trong, mà nếu anh xét về mặt mà chuyên môn đó thì tôi thấy là tệ lắm, hiểu chưa? Là bởi vì cái giáo dục trong mấy chục năm nay làm hỏng hết. Học biết là nó cứ việc chuyên môn. Tôi hỏi anh á, nếu mà một cái trường kỹ thuật á, mà cái anh gọi hiệu trưởng đó hay là những giáo sư đó là do đảng chọn lấy, mà nghĩa là đỏ hồng hơn đời chuyên, thì tôi hỏi anh học trò nó học cái gì? Nói chưa, nó đâu có linh hồn, đâu có tinh thần mà để học. Thành thử ra cho tôi á là cấp chuyên môn đó, thành phần chuyên môn của Việt Nam rất dở. Vâng. Rất dở. Bây giờ đó. Thứ đầu tiên anh phải thay đổi cái lập trường là giáo dục lợi. Vâng, bây giờ đó là có những chuyên gia Việt Nam giỏi ở ngoại quốc về thì nó là chuyên hơn hồng rồi. Thì bác có nghĩ rằng sẽ thu hút được những giới trẻ ở trong nước họ học tập, họ kéo tới để họ học tập? Không, nếu mà anh có một cái chủ trương là chuyên hơn hồng thì tôi chắc là chưa họ về. Vâng. Cũng như nếu mà anh có cái chủ trương là hồng hơn chuyên thì hồng nó về. Vâng. Mà thấy hồng nó về có làm kỹ gì được. Vâng. Vậy thôi, nó đơn giản vậy thôi. Vâng. Cho tôi trở đi trở lại là cái chế độ, anh phải thay đổi cái chế độ. Và anh muốn phải làm cái gì phải khai thác cái tiềm năng của dân chúng. Yeah. Là sức mạnh quốc dân. Yeah. Thì ở trong nước hay ở ngoại quốc mà bao giờ có một cái chế độ nó kỳ thị, nó phân biệt về vấn đề, nó cứ việc gần đây ở trong tôi đọc một cái email nói về đạo đức Hồ Chí Minh nên lúc trước nó nói về tư tưởng, bây giờ nó bày đặt nó đạo đức Hồ Chí Minh thì tôi đi điên cái đầu.